Vâng, đây thì cái tác phẩm đầu tiên là anh Hiển anh ấy muốn à anh Yển nhá quý vị nhá. Tên ba cái là Yển. Đấy. Tên khó gọi quá. Ngày xưa là các cụ là cứ gọi là kiểu như kiểu thuận mồm ấy. Đúng rồi. Đây giới thiệu với quý vị là cây này trụi hết rồi, em cũng chưa biết là cây gì đấy anh Hiển ạ. Đây là cây cơm nguội em ạ. Cây cơm nguội anh. Đúng rồi. Cây cơm nguội, cây này khai thác, cây này già lắm rồi. Vâng. Nó nhỏ thôi nhưng anh đưa vào đã ông nuôi gần 10 năm rồi. À, tức là trên chậu này gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Ôi dồi ôi, thế thì cũng không không phải là ấy đâu ạ, anh không phải là đơn giản đâu. Nhỏ nhưng mà già, cây này gần 10 năm mấy mày ạ. Cây thuần chậu quá lâu rồi. Sau đó là anh đưa cái não thọ này vào đây để vừa đưa là ông thọ đúng không anh? Vừa đưa được mấy tháng. Vâng. Đang ấy đấy, đang gọi là chen ông thọ đấy. Đúng đang chen ông thọ. Thế cả bộ này của nó là hai chậu à anh? Ờ đây anh đặt xuống cái khay này để lấy nước ấy. À. Tức là để lấy nước mình đỡ phải tưới ấy. Nếu như mà bác nào mà giao lưu thì cả bộ như này, cả chậu trên chậu dưới anh. Cả chậu trên chậu dưới. À vâng. Hoặc là các bác chỉ lấy cái chậu này lên còn dưới này bỏ thì cái cậu chậu cái cây như này nó cao bao nhiêu anh đây, thử. Đây, anh đo. Vâng, anh đo cho khách xem đây này. Đây xin phép để đo để các bạn tham khảo. Vâng. Từ mặt chậu lên là 79. À, 79 phân. 79. Ông thọ này là cao 28. Vâng. Cao 28. Cây này thì nó nhỏ thôi. Vâng. Bằng ngón tay cái của mình nhưng đúng mà rồi. Già lắm rồi. Cây này cốt chậu gần 10 năm mà. Ừ, anh 10 năm mà rồi. Cây này đây này, cây này mịn tít rồi. Bụng bệ. Cây cơm nguội nhưng cơm nguội nó gọi là cây gì nó rất là đẹp mà người Trung Quốc hay gọi nhỉ. Cây này chính xác là gọi cây cơm nguội. Vâng. Thế là như cây này ấy như cây này mà bây giờ mà giao lưu cho khách thì bao nhiêu tiền cây này anh nhỉ? Cây này giao lưu 2,7 triệu anh bao phí vận chuyển rồi. Bao phí vận chuyển. Cây này bé nhưng vì nó cao cho nên thành ra là phải vâng. Cây này đẹp lắm, cây xinh lắm. Đây đóng cái thùng là cũng cồng kềnh hết đấy. Cứ bình thường anh đóng thùng mới lại ship đi cây này cũng khoảng hết 400.000. Đấy. Rồi đóng thùng phải đóng cẩn thận mà, thùng gỗ. Vâng. Ôi cái này để vào nước nhỉ. Thì là vâng, cây này để vào nước. À cây này nếu mà như cây này thì để trong nhà được lâu không anh? Cái này thường tất cả các loại cây cũng không để trong nhà được lâu em ạ. Ngoài cây thủy canh thôi. Được chục. Còn này nó vẫn phải là dưới ánh sáng chục ngày. Chục ngày được không anh? Độ tuần xong lại phải cho ra để bạn ấy hứng ánh sáng. Vâng vâng. Chứ còn không là đều chết hết. Nó không như kiểu những cái dòng trầu ba hoặc cái các thứ thì là dòng thủy canh thì mới ở trong nhà được vài tháng hoặc một năm. Còn những cái cây thảo dược này thì bình thường này những cái cây này là không cây thân gỗ này không chịu được. Một cây văn nhân. Quá là già. Quý vị thấy. Vừa đá ông đấy. Vâng. Bây giờ cây này là sống trên đá. Mình chỉ uống nước mới đá thôi. À. Mấy triệu nhỉ em lại quên rồi. 2,7 triệu. 2,7 triệu. Vâng, bao ship quý vị nhá. Rồi, cảm ơn bác Hiển rất là nhiều. Đấy là tác phẩm thứ nhất. Thì bây giờ bác sẽ lên cho quý vị tác phẩm thứ hai. À. Đấy, thì anh giúp bác Hiển đó, bây giờ đưa tác phẩm thứ hai lên. Rồi cứ để đấy cho mấy cây sau. À. Cứ cẩn thận cho bác nhé. Ấy nhìn nó là cây thế thôi nhưng mà nâng như nâng trứng đấy chứ không phải. Trăm còn hơn trăm con đấy. Nếu chơi bonsai này. Vâng, đây giới thiệu với quý vị đây là một tác phẩm tiểu cảnh bonsai đúng không anh? Đúng rồi, đây anh làm tiểu cảnh bonsai này, còn chất liệu thì cũng chủ yếu đá ong, rối và cổng lam. Đây anh quay cho các bạn xem. Đẹp thế nhở, cái này phải nói là cái đá kia nó giữ ẩm tốt thật anh nhở. Đúng rồi, đá này thì cái rêu nó ấy, rêu xanh mướt. Cứ tưới nước vào là cứ độ khoảng tầm 4-5 ngày mới phải tưới lại. Vâng. Quá mướt, quá mịn. Cây ruối kia ở trên chậu được bao năm rồi bác Hiển? Cây ruối này 8 năm rồi em ạ. 8 năm, cũng là đều là những cây răm dày xít em ạ. Đây, răm dày như thế này rồi. Gần chục năm trên chậu. Đây nha quý vị ngắm nhá. Răm dày như thế này rồi. Đấy nó phủ hết cái ấy, phủ hết cái cọc tam quan này. Cây này nặng phết đấy nhỉ. Cây này mà bao ship cho khách. Đúng rồi. Thì là bao tiền à? Bác anh bao đây anh đo thùng số này. Để à, cho vâng. Cho mọi người để tham khảo một chút. Vâng. Cái khay này là khay 70 em ạ. Vâng, khay 70. Khay 70 chiều dài 70 chiều rộng là 45. Vâng.
Cái tiểu cảnh này anh xin được giao lưu với mọi người là 4 triệu anh bao ship. Vâng, à, 4 triệu vận chuyển đấy. Vâng. À, 4 triệu bao ship. Bởi vì là nếu như mà các bạn mà chịu phí thì trừ đi 500. À. Trừ đi là 500 luôn vì okay. Chắc chắn phải mất 500 rồi. Nó như là cái chùm cây của. Tức là đại khái là nếu như mà không bao ship thì 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đúng không? Đấy. Mà bao ship cho quý vị thì là 4 triệu. À, cứ rõ ràng như vậy thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn giao lưu cái tác phẩm Rối Tiểu Cảnh này thì liên hệ bác Yển. Đó, số điện thoại ở trên màn hình, rất tuyệt vời. Rồi, em cảm ơn anh. Đấy, tác phẩm thứ hai Rối Tiểu Cảnh. Vâng, tiếp đến một tác phẩm nữa. Đấy, nhờ hai bạn trẻ là cứ hai bộ đội. thế thì khỏi phải ấy, khỏi phải lo. Sức mạnh phi thường đúng không? hai bạn về phép. Lính bộ đội Cụ Hồ. Hai bạn về phép, hàng cháu về phép này. Gặp đúng. Quay. À, bạn xoay mà. Quên. Rồi. Chứng tỏ mình cũng vẫn là còn rất ngớ ngẩn. Không phải. Bạn vào chiều đúng không? Tuyệt vời quá. Đây là bàn xoay không phải đôn nên này. Đây là bàn xoay. Rồi bác Yển xoay cái mặt trước cho quý vị ngắm này. Cũng giới thiệu với các bạn trên kênh Mạnh Bonsai. Đây là một tác phẩm tiểu cảnh nữa. Đây là cây chất liệu là lộc vừng. Lộc vừng. Chất liệu là lộc vừng. Cây này ở trong cái chum này 6 năm rồi. Ở trong kia có nhiều đất không mà. Đây chỉ có trong bầu này ra vâng. Của nó chỉ đây thôi. Mà nó ấy thế nhỉ? Là cốt chậu hết rồi. Dễ chật cứng hết rồi. Vâng. Đấy mà cho ông Thọ này cầm cái cây này cho nó đỡ đổ, sợ nó gió. Cái khay này thì giới thiệu các bạn là đây là vẫn khay như thế, là chiều dài của nó 70, chiều rộng 45. Hình như em có cảm giác bác lấy một lô khay là kích thước như nhau đúng không? Đúng rồi, một lô đấy. Vâng. Toàn một loại này thôi, bởi vì yêu cái loại này không bỏ được. Nhiều rồi, không bỏ được. Không thích to. Nó lặng vất vả. Đây mình quay các bạn xem. Đây cũng dáng mình làm cái cây lộc vừng này là dáng văn nhân. Đúng văn nhân, ông cụ kia cầm ấy, ông cụ kia. Bác đo cái củ của cái cây lộc vừng em xem. Không đo kích thước kìa, tất cả. Đây á. Vâng, đấy cái củ to phết đấy. Đó cái củ này là các bạn xem là củ này 25. Vâng, đó. Chiều cao của cái tiểu cảnh từ đáy chậu lên đây là 48. Vâng. À quên, xin lỗi, là 84. À. Ông Thọ này cũng tương đối to đấy. Cao 40. Ông Thọ này cao 40. Ông Thọ này đẹp này, nhìn óng ánh. Đấy mình là. Cái này xin được giao lưu với các bạn yêu tiểu cảnh. Ông Thọ này 3 triệu rưỡi. 3,5 triệu. Thành bao phí vận chuyển không? À, đẹp. Cây lộc vừng này cũng 6 năm ở trong cái chậu này rồi quý vị nhá. Cây này già lắm rồi, cái thân này thì nó vẫn còn ấy mà. Cơ bản là rất xinh rồi. Cái dây kia thì cắt được chưa anh? Dây này thì chưa cắt được. Vâng, nếu mà khách có giao lưu về thì khoảng tầm bao lâu thì cắt? Tháng nữa là mình cắt thôi. À, tháng nữa. Tháng nữa cắt đây anh chỉ là để giữ cho nó thẳng thôi chứ cơ bản được rồi. Vâng. Giữ cho nó thẳng thôi mà. Cái này anh làm lâu rồi. À, ok anh. Giờ là ok rồi. Đấy, tác phẩm này là bác ấy giao lưu là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi bao ship nha quý vị nhá. Bao phí vận chuyển. Rồi, tiếp. Rồi, cảm ơn bác Yển. Nào, lại làm phiền hai chú bộ đội. Hai thằng cháu này, mai ngày kia giả phép thì nhớ nhé. Thế là đóng quân ở tận đâu? Đóng chơi trên sân động. À, thế thì cũng ngay gần đây. Ngay gần đấy. Vâng. Thí thoảng là cứ được nghỉ là lại về là... Về này, phục vụ bác Yển thôi. Đấy. Nói chung là phải nói là bác Yển bán các cái tác phẩm bonsai và tiểu cảnh này giá phải nói cực kỳ hợp lý. Ủa, cây này già thế. Cây này già lắm. Quá già. Cây này nhìn nó như kiểu con nghê hay con gì ấy. Để giới thiệu với vâng. Các bạn yêu cây trên kênh Mạnh Bonsai. Đây là một anh gọi là tác phẩm sung bởi cây nó hoàn thiện. Đúng rồi, cây này tác phẩm, mà cây này nó già quá. Quá già. Cây này già lắm luôn rồi ấy. Không nhận đấy. Đẹp lắm luôn. Vâng. Cây này đúng nghĩa là mình lại làm mình lại khen nhưng mà đúng già lắm. Không, không phải là khen đâu, cây này nó rất là già. Đây nha quý vị và các bạn có thể ngắm này, cái
cái bộ bệ và thân này, đấy, sung già nhìn biết ngay mà. Mà đường đi nước bước của bạn này cũng truyền truyền bay đẹp lắm. Đường đi nước bước. Bây giờ bác Yển đo kích thước cái cây này đi cho mình đo để các bạn tham khảo nhá. Cho quý khán giả xem cho đo cái vanh của cái củ bệ này trước. Vâng. Vanh của cái bệ này là đi B7. Và đo 77. Ngoài của cái đoạn này ở điểm này là 25. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu lên là 55. Vâng. Đấy, tổng tàn đây này đo 70. À. Cây này ấy nhỉ, cây này chắc một người là cũng bê được. Đấy, cây này đây này, anh bê để mọi người tham khảo. Đấy. Một người là bê một ngon lành cành đào. Chắc độ khoảng tầm 16 17 cân gì đấy. À. Chứ không được 20 cân đâu. Như cây này xinh lắm mạnh ạ. À. Già đẹp mà trườn bệ đẹp. Mình quay kỹ cho các bạn ngắm cây sung này. À. Cái này anh giao lưu cho mọi người là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi thôi à? 2 triệu rưỡi. Cái này nó đúng các bạn nếu mà thích sung là phải nhanh tay chứ không là là không kịp. Vâng, không phải tại vì cây này nó già lắm rồi. Không là không kịp. Nhưng mà cây này thì nó ra quả chưa? Anh thì này là làm từ ngày làm lại chưa ra quả. À thế à. Ngày bây giờ nó hình như có bí kíp đấy anh ạ. Đúng rồi, anh cũng đang vào định xử lý cây này. Nhưng có bí kíp để ra quả đấy. Thông qua kênh của Mạnh để giao lưu với mọi người. Vâng. Cái này mà ra quả nữa thì có khi phải 5 triệu. Chắc chắn ra quả ngay. Vâng, nhưng mà đấy em thấy là người ta đúng có rồi. Cái cách nào đấy đấy. Đúng rồi, anh nó sẽ ra mà nhiều nhiều lắm á. Đúng rồi. Mỗi người gọi là có một cái bí quyết. Nó gọi là thần dược đấy. À. Có cái thần dược đấy đưa vào đây này bạn này. À. Sinh quả, sinh em bé ngay. Nhiều khi cây này mà đúng là bây giờ có quả anh vào nói mày quên sau. Thực ra nếu mà cây này có quả thì không nói, nhưng mà bản thân nếu như là bonsai cây này là anh cũng thấy rất xinh rồi. Vâng đúng ạ, chính xác. Cây côn tay đẹp, đóng vị trí đẹp như thế này. À. Nếu là sung được như thế này thì chắc là cũng không phải là mình lại làm mình cứ khen thế, nhưng mà đúng là cây này đẹp. Có 2 triệu rưỡi à? 2 triệu rưỡi em. À. Thông qua kênh của Mạnh anh giao lưu với mọi người 2 triệu rưỡi. À. 2 triệu rưỡi nhá, một cây sung rất là già quý vị, được cái nó già. Xinh lắm, cực kỳ già. Vâng, rồi. Cảm ơn bác Yển rất là nhiều. À, lại làm phiền hai chú bộ đội. Như chú bộ đội này như kiểu đi lính nhưng không tập với gì ấy. Vẫn thấy bụng to như mình. Bụng to. Bởi vì bây giờ là... Vậy chứng tỏ đi lính là sướng ấy chứ nhỉ. Đấy. Về. Cứ bình tĩnh làm gì mà đã ấy. Rồi, úi dồi ôi, đây là gọi là bỏ ấy đấy. Bỏ giày chạy người. Năm lúc chơi mà bỏ của chạy lấy người. Một đây. Tác phẩm rất là đẹp. Đây là... Nhưng phải nói là đây là đúng là cái giày tây đấy. Đúng rồi, đây là... Nhưng mà bác mua được cái giày này ở đâu đấy bác Yển? Đây bọn anh cứ trêu nhau bảo là cái quân Ngô nó sang xâm chiếm Việt Nam. Thế là ông bà nhà các cụ nhà mình đánh ông bỏ chạy bỏ ra giày. Đẹp như thế này. À. Em bảo là mua được cái giày này ở đâu mà tại đấy, sao mua được một cái nhặt vài cái về nhá. Bỏ đúng có cái, sản xuất có cái thì xong nó nè. Chồng phải nói là độc đáo đấy chứ. Đây là đúng là giày đấy. Vâng. Đây là tóc. Là dưới. Cây dưới này tác phẩm dưới. Vâng. Giáng Long cực đẹp luôn. Đấy, các bạn ngắm. Với tiểu cảnh. Rất nghệ thuật. Nhà cái này về các bác đổ nước vào. Chỉ đổ nước thôi. Chơi thôi. Không phải tưới, chỉ đổ nước. Đây là anh cũng đặt cự ly rất chuẩn rồi. Cái đế giày này nó cũng vừa mới xuống đến đây có một phân thôi. À. Là vừa đẹp. Cái giày này bác giao lưu bao nhiêu tiền? Đây anh giao lưu cả như này 3 triệu em ạ. 3 triệu cả cái cả khay này gì? Vâng. Để các bác về sân chơi. Vâng. Đấy cả khay, cả giày, cả ông lão đánh cá. Rồi, đầy đủ hết như này 3 triệu. Rồi, cả bộ như này là 3 triệu. 3 triệu là giá bao ship đấy nha quý vị nhá. Bao phí vận chuyển. Vâng. Cây này mịn lắm rồi. Thực ra nếu là dòng dưới này không đụng hàng với một bạn nào trên toàn quốc rồi đâu mày ạ. Vâng vâng đúng rồi. Dưới làm này không đụng hàng đâu. Đúng là không động thật. Độc đáo luôn. Đấy có 3 triệu bạc thôi. Đấy 3 triệu.
bác Yển này là bác cái phải nói là báo giá trực tiếp cho quý vị và các bạn, và bác ấy cũng rất là đam mê, khéo tay, phải nói là bác này cực kỳ khéo tay. Đấy, 3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, ok, cảm ơn bác Yển rất chi là nhiều. Nào, một tác phẩm nữa để Mạnh sẽ kết thúc cái cuốn video này gửi tới cho quý vị. Rất chi là nhiều các cái tác phẩm thì quý vị đợi để bác Yển bác ấy sẽ cho tác phẩm tiếp theo. Gãy làm sao được, cái này nó hàng tạ cơ mà lại bảo gãy được bàn xoay thì thôi được rồi ngon rồi, đâu gãy được rồi hoặc người ta gọi nó ok đấy. Bác này phải nói là rất thích long, đúng rồi, cây nào bác cũng gọi là mỗi cây một đời rồng cái gì, rồng thời Lý, rồng thời Trần. Mà nhà đá ông này đưa vào đây nhìn rất chìa là xinh. Đây là từ một viên đúng không ạ bác? Đây cũng Yển. Xong bác xẻ ra gì? Đúng rồi. Chứ không phải ghép gì. À cũng có ghép đấy. À cũng có ghép, nhưng mà ghép nó không đáng kể đâu đúng không? Mà anh ghép nếu nói đúng nghĩa là nói mà nhà anh ghép là mọi người không phát hiện được đâu. À vâng. Anh ghép rất kỹ thuật đấy, mọi người không phát hiện là anh ghép đâu. Nhưng mà nó có sợ bong anh hay là đảm bảo cái này cố định luôn rồi. Bảo hành luôn rồi gì? Bảo hành luôn rồi, cái này cố định rồi. Vâng đấy, ok anh, thế có nghĩa là mọi người khi sở hữu sưu tầm về này chỉ có đổ nước vào là chơi thôi, không phải gì nữa. Không phải lan tan suy nghĩ gì ấy, cây thì mịn tít thôi. Vâng, cây ruối như thế này mà trên một cái chất liệu là đá ong và ruối. Vâng, đá này thích lắm, đá này nó thân thiện môi trường, hai nữa là nó thấm nước tốt. Vâng, công nhận là cái đá ong này cũng gọi là đá ong, nhưng mỗi vùng miền nó khác nhau thật nhỉ. Đá này có anh thấy ở độ sâu 5-6 mét đấy. Vâng. Thế là ở dưới các cái suối đúng không? Ở dòng sông đấy. À đấy. Tức là trong quá trình nó chảy xiết đấy, xong nó lộ ra. Nó rơi xuống lòng sông. À. Sau đó là anh thuê người khai thác. À. Trục vớt, mình gọi là trục vớt đấy. Vớt ở dưới đấy lên. Khay này cũng vẫn ở nguyên một khay thôi, là dài 70, chiều rộng 45. Vâng. Đấy, đó, các mọi người sẽ tham khảo này, cái tiểu cảnh này là nó chiều cao của nó là 45, chiều cao 45. Cây này xin được giao lưu với mọi người 4,5 triệu. À, 4,5 triệu. Này, tiểu cảnh đẹp, đá nhiều. 4,5 triệu, bởi vì thực ra nói nếu mình không phải ấy, nhưng mà ship cây này cũng mất khoảng gần 300 với lại thùng nữa. À, nói thùng chung là cứ phải mất 3 đến 500. 500 nữa, nguyên vật liệu hết độ 500 cây này rồi, cứ phí. À. Rồi, cảm ơn bác Yển rất là nhiều. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi cái cuốn video này.